này xá lợi tử vì tĩ giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm này xá lợi tử vì thiệt giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử, vì thân giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, này xá lợi tử. Vì ý giới rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm